Dạ con chào cha và cộng đoàn ạ. Dạ con là Maria Duyên ạ, con ở giáo phận Vinh Nghệ An ạ. Hôm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ con 32 tuổi ạ. Được mấy đứa? Dạ con được 3 đứa. 32 tuổi 3 đứa, để chúng con được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Con được hai ơn ạ. Con trai của con ở nhà là cái mặt cảm máu, cảm bú, rất chi là tanh, mà cả tai nữa, thậm chí là đi vào mũi không thở được. Mà con thì không có tiền mà đi vào. Con ở trước cái tường lòng thương xót của Chúa, con bảo là ước gì mà con có tiền con đi vào được. Rồi chồng con thì bảo là phải đi ra Hà Nội. Con của con bảo là mẹ ơi, con, mẹ đưa con đi ra Hà Nội nhiều lần rồi mà không được. Mẹ bị bệnh gì? Bị bệnh gì mà không bắt được cha, mà cái mặt là không bắt được ra bệnh. À, không tìm ra được bệnh, không bắt được bệnh. Rồi nó cứ bị sưng, nó đỏ rưng lên như thế này. À, cách trước đây là cái mặt nó cả chảy máu, cả mú, tanh lắm. Nó bảo là mẹ đưa con ra Hà Nội nhiều lần rồi mà không được. Giờ mẹ cho con vào Cha Long đi, cha ôm con cái là hết liền. Rồi chồng con thì bảo là không được đi vào, cha có chữa được bệnh đâu mà vào. Rồi mẹ con cho con quyết định là đi vào đây. Mà trước khi con đặt vé là con của con là nó thôi, nó được như vậy đấy. Giờ chỉ còn khoảng là 40% nữa thôi. Bây giờ con cảm tạ cha và cộng đoàn. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con được mau hết bệnh. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con tên là gì? Con tên là Thị Đoan. Hả? Con tên là Diêu Xe Nguyễn Thị Đoan. Rồi, Nguyễn Thế Đoan, chứ không phải Nguyễn Thị Đoan cái bà này. Nguyễn Thế Đoan, nhưng bà lại dịch cho tôi là Nguyễn Thị Đoan. Nguyễn Thế Đoan, Thế Đoan bao nhiêu tuổi? Con 8 tuổi. Con 8 tuổi. Rồi con đi vào lòng thương xót Chúa, rồi Chúa chữa cho con chưa? Rồi, làm sao mà nó biết được đến với lòng thương xót Chúa mà nó bảo là đưa nó vào cho lòng thương xót Chúa để cho lòng cầu nguyện cho nó? Dạ, những người họ đi trước, họ đưa cái máy về là nhà con mượn nghe ạ. Và nó bảo mẹ đừng có đưa con ra Hà Nội, đưa con ra Hà Nội không chữa được, cho con vào Cha Long, cha ôm con cái là về hết liền. Nó bảo vậy. Cha ôm con chưa? Thưa anh chị em, một thằng bé mà nó mới có 8 tuổi mà nó bị cái bệnh lạ mà người ta bảo là không bắt được bệnh, tức là không chẩn đoán, không biết được đó là bệnh như thế nào. Có nhiều thứ bệnh lạ, thưa anh chị em, và mặt mũi nó thì nó cứ máu nó cứ chảy ra rồi mủ ra rất là hôi thối. Bị bệnh bao nhiêu năm? Là 4 năm rồi ạ. 4 năm, tức là từ năm 3 tuổi, bây giờ nó là 7 tuổi, 4 năm trời. Từ năm 4 tuổi nó bị như vậy, bây giờ là 8 tuổi, nó cứ mặt nó cứ vậy, là máu nó cứ chảy ra, mủ nó cứ chảy ra mà không biết là cái bệnh gì. Anh chị em nhìn, bây giờ nó là như thế này, nhưng mà lúc mà nó vô đây thì nó ghê gớm khủng khiếp lắm. Mà nó hôi thối lắm, chứ không có sạch sẽ mà trắng trẻo ngon lành như thế này đâu. Mà đi ra đội biết bao nhiêu lần rồi cũng không được. Và ngay cả bố cũng chẳng có tin là ai có thể chữa được. Ấy thế mà cái lòng tin của thằng bé này, mẹ đưa con vào giáo điểm đi để cha cầu nguyện cho con. Mà nó có biết giáo điểm là gì, nó biết tôi là ai. Chỉ nhờ cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa mà người ta cho mượn nghe. Ai cho chúng con mượn? Là ở làng hồi đi trước là nhà con vừa nghe à. Rồi, bây giờ cho tặng cho con cái máy này luôn nha. Máy 365 bài giảng nha. Cho con xin một cái được không ạ? Ở nhà có gì, có hai đứa con mà không có công ăn việc làm, mà đứa con thì cứ đi đập đá, mẹ thì bày bày. Rồi, bây giờ còn một cái nữa. Đây, con về con gửi cho người gì của con nha. Rồi, đây con gửi cho ba của con. Ba của con nói là chẳng có ai chữa được, con về nói Chúa chữa được cho con rồi. Con tặng cho ba cái móc khóa có lòng thương xót Chúa nha. Rồi đưa tặng cho ba một sâu chuỗi nữa. Đây, gửi cho ba con sâu chuỗi nữa. Và đây là sâu chuỗi cho con nha. Đây, sâu chuỗi cho con. Đeo vào để Chúa chữa lành cho con. Chúa chữa lành cho chúng con. Hallelujah. Thưa anh chị em, Chúa